Thầy cho hỏi thì hiện tại thì thầy đang gặp trục trặc gì về cái việc mà làm thẩm mỹ chân mày lại cái môi hả thầy? Thì thầy nói rất là nhiều ví dụ xăm môi, làm chân mày, hay là bị nám da mặt, hay là mặt bị mụn, bị khẹo, rồi nhiều cái vết thương ở trên thân thể, người ta muốn đi thẩm mỹ viện để lấp đi những cái mà bị khẹo, bị vết thẹo, bị khâm, bị đen, bị trần tàn nhang, rồi bị mặt bị méo, môi bị sứt, mũi bị chinh, nâng mũi. Có cấm người nào làm đẹp không làm đẹp đâu. Giờ ta làm đẹp hay không làm đẹp chuyện cá nhân, ta có tiền ta làm, mày có tiền mày làm, ai cấm? Cho mày đi làm đẹp, mày có tiền làm không? Còn đâu phải cái mặt người nào ta có vết thẹo, ta xóa đi vết thẹo. Người nào có mụn, ta xóa đi vết mụn. Người nào mặt ta cảm thấy bị lụng lỗ, bị mặt rỗ, ta làm cho hết mặt rỗ. Miệng méo làm cho miệng khẳng. Răng bị súng làm cho hết răng súng. Nè giờ con người sống bây giờ mày giờ không có răng mày gãi hết, mà mày không làm răng giả lấy gì mày ăn? Giờ mày nói tu sĩ đừng có làm răng hả? Ủa ngộ không? Không cho người ta làm răng để ăn. Rồi giờ người ta có tiền người ta làm đẹp, mày không cho người ta làm đẹp là sao? Mày cản, thôi đừng làm. Ủa ta làm tiền của người ta, ta làm với mặt người ta, ta làm khăn người ta, ta làm chứ giờ mày cản. Giống như giờ cha mẹ đi, đẻ con lớn không đẹp quá cái ta lấy vợ đó, mày đừng lấy vợ. Rồi gái đẹp cũng vậy, giờ cha gái nó giờ cũng lấy chồng nhân ba. Ba ai cho mày lấy chồng? Tao chồng. Mày đẹp vậy mày để cho tao lấy uổng hả? Nên thầy nói giờ gái đứng lên phải lấy chồng chứ, giờ nói ủa sao mày lấy chồng chi vậy? Không lẽ ở lấy là lấy ông hả? Phải không? Thì thầy nói giờ vấn đề hiện nay cái chuyện làm đẹp là cái chuyện nhung nhan nhan sắc của người ta. Ta làm không làm chuyện ta. Người phải có người xấu người đẹp, bật luôn đèn dưới kia. Gái cũng người đẹp người xấu, con trai cũng có người đẹp người xấu. Mà hỏi sao mà ta làm đẹp không cho? Ủa bụi ta nói ta lấy vợ hay là phụ nữ lấy chồng thì tu là đừng mày cản, ví dụ không lập gia đình để cấm dâm dục chứ mày cấm gì mà người ta làm đẹp. Đúng rồi. Giống như giờ có mụn không cho ta răng mụn hả? Cũng làm lấy thẩm mỹ viện lấy mụn lấy cái khuốc để ta làm không bị khẹo đúng không? Dạ. Để giờ mắt ta một mí, giờ ta làm một mí cắt một mí mày cũng cho đi thẩm mỹ viện nữa. Rồi giờ vấn đề giờ người ta chân mày người ta xấu, ta làm chân mày đậm cũng được nữa. Rồi giờ mặt người ta nám, ta làm cho hết nám cũng cho nữa. Rồi mặt người ta đen, ta đi tắm trắng cũng được nè. Ủa tu cái cấm ta không cho được trắng nè. Để cho đen hồi như Mỹ đen ha, như bao công mày chịu. Ta hỏi mày giờ tao làm đẹp, ai trả tiền? Rồi tao làm đẹp tao hay làm đẹp mày? Ủa thấy ta đẹp hơn mày ganh tị gì mày vô duyên vậy? Ganh kệ gì lắng nhách à? Ủa ta làm đẹp, ta đẹp ta chứ ta đẹp mày ha, mày cản mày không cho. Giống như người nhiều người vô duyên đi trên xe biết đó cũng vậy. Nói cản không cho thầy làm đẹp. Chứ mấy tụi bay có bị khùng không? Có bao là cái luật nào của nhà nước cấm người dân làm đẹp không? Rồi cái luật nào quy định cấm người ta là tự do không? Mày con người sống phải có tự quyền tự do. Rồi nói trả lời ông sống chi chặt đất sống chi? Ông không có làm gì cho lợi cho đất cho nước cho quê hương cho tôn giáo Phật giáo, ông hại ông phá đạo phá tôn giáo Phật giáo thì ông sống để làm gì? Cái thằng khùng đó cái thằng khùng ngồi xe buýt đó, cái sự đó đánh thầy á. Thì thầy nói giờ á con người nó xấu thì phải làm cho đẹp, giống như tính tình mày xấu mày cũng làm đẹp, rồi tâm hồn mày khơi ngay. Giờ hành tâm hồn con người có gì? Con người phải lớn lên và biết cái làm chỗ bản thân phải không? Yeah. Thì con người phải biết là ta nói cứng cáp, là con người phải biết lòng tin, là con người đã lớn. Còn nít thì ham vui, ham chơi, đùa giỡn, nghịch phá. Còn giờ mày lớn rồi không lẽ mày vui như nít, giỡn như nít, rồi quậy phá như nít. Mày cũng phải trở thành một người lớn, biết làm ăn, có nghề, có nghiệp, biết làm, có tiền, rồi biết ăn nói sao lịch sự. Chứ đâu phải có người mày nói hồ đồ nói sao cũng được đâu. Thì giờ sống phải có đạo đức, có lương tâm. Trước khi nói phải hồi xưa ông bà ta nói có, trước khi nói phải uống lưỡi bảy lần mà nói. Ý là ta nói là nói phải suy nghĩ, nói coi coi cái việc đó mình nói có đúng không.
có ảnh hưởng người khác và ảnh hưởng tới bản thân mình không, và di uy tín nhân phẩm của mình hay không. Thì mình nói mà không có giá trị nói làm gì. Thầy như cái môi thầy thì nó chưa hồng lắm, thì thầy có tính làm nữa không? Thì giờ thầy như giống như Hương Sala, trách nhiệm tao bỏ ra 1 triệu, mày hô mày làm 1 triệu để thầy làm hoàn thiện cái chân mài cho thầy. Thứ hai là 1 triệu thứ hai làm cho thầy hoàn thành cái môi. Mà giờ thầy nói giờ mày làm không đẹp, nó tóm gọn tao không thích cái mỏng, tao thích làm cho dày cho đẹp mà như bao công như chân mài tướng. Mà mày không làm thì tao làm chỗ khác, thầy chân mày giờ mày không làm đi, người khác làm tiếp đi. Còn cái môi này mày làm lỡ dở hư của tao nè, thì giờ mày làm phải làm tiếp chứ, nghĩ sao mày giờ mày làm miễn phí cũng phải cho hoàn thành. Mà giờ làm lấy 1 triệu cũng phải hoàn thành chứ, mày hôn 1 triệu chắc tao là tao dễ là dễ tìm ra kiếm tiền sao. Còn mấy mày trả tiền tao đi, mày ngon mày hôn mày đạo Phật luôn á. Mà giờ mày không đạo Phật mày cũng mày không làm cho tao hoàn thành là mày trả tiền. Giờ mày chịu không? Giờ làm lợi dở rồi. Nè nó không khử khâm, mày hô là khử khâm trước, rồi xong mới xăm môi, mà mày chưa xăm môi tao sao mày hô mày dừng rồi. Rồi cái đổ thừa mày chỉ đổ lỗi cho người khác làm tiệm khác. Ủa tao có tiền giờ cái tiệm làm định này, nhưng mà tao không thích tao có thể bỏ lại tiệm mày mày làm không? Ủa mục đích mày làm mày kiếm tiền chứ đâu phải mục đích mày ngồi đó mày ganh tị bên đây làm rồi bên kia mày không làm mày dặn mày hơn. Phải không? Giống như cái tiệm mua đồ đi, cái đồ chỗ này tao họ ăn hồi ngày mà giờ tao ngán tao kiếm cái món khác tao ăn, không lẽ giờ mày hô về là cái quán đó mày ăn đi, đừng lại ai lại mua quán tao làm chi. Rồi giờ cũng vậy là khẩm mày diện, giờ bên này mày làm tốt thì tao làm tiếp, mà không tốt tao đi tiệm khác. Rồi tiệm đó tao không có tao chở về, mày không lẽ mày không làm, mày làm tao chưa hoàn thành không? Thì con Hương sao trả lời cũng thấy không được rồi, người cũng không tốt, mày sống vậy không có đạo đức rồi. Mày sống vậy cũng chưa hoàn thành uy tín gì vậy. Cái tiệm Hương Sala mày là vừa Sala vừa la làng rồi. Ta hỏi giờ ví dụ như giờ đổ chân mày đi, họ làm đang lỡ dở đây chưa xong thì nó thôi để cho đợi cho họ làm xong thì tao ok. Còn cái môi này hồi xưa mày là khử môi nữa chứ chưa làm xong nè, tại sao giờ mày không làm cho xong? Rồi mày làm bỏ lỡ dở rồi không làm nữa. Thầy không biết đi làm đâu à? Cái gì? Giờ làm lỡ dở thầy không biết đi làm ở đâu giống đẹp mà xong à? Thì cái người kia Hương có con ăn trần, nhưng mà hôm bữa đó đi Campuchia đi Thái rồi tới giờ liên lạc được. Rồi cái người còn khi một người nữa là làm, nhưng mà vợ con trai đó không biết liên lạc không được, không biết sống chứ mô nào, đi nước ngoài đi đâu đó chưa về. Tao bọn đi nước ngoài chưa về thì giờ về là người ta làm cho thầy tiếp rồi. Yeah. Nhưng mà bây giờ ví dụ như giờ thầy người đó không làm thì cái tiệm khác làm, ta cả đóng người dành kìa. Chẳng qua mày khùng khùng mày điên, mày thấy thầy tao tu cái mày khích làm mày không thèm làm, mày nói chuyện tào lao. Người ta cũng cạnh tranh giống như bác sĩ đi chỗ, không lẽ tao chữa bệnh này cái bệnh viện này rồi, cái giờ tao chả đưa giới thiệu cho bệnh viện khác cái mày không, rồi trở về chỗ đó anh làm không được thôi người chết đi, đừng có đến bệnh viện tôi. Ủa nghĩ không, tao thấy tao chữa không được tao mất tìm một bác sĩ bệnh viện khác để chữa. Mà mày nói hồi đó là ông trước tiên là chữa bệnh cái bệnh viện nào, hiện giờ trở về bệnh viện đó đừng qua bệnh viện tôi hả? Ủa mày chữa mày lấy tiền chứ bộ mày chữa mày cho không hay mày làm giùm hay sao, mày nghĩ mày đuổi qua đuổi lại. Hai con nói sống người bất kể, người cũng ăn nói hồ đồ vậy. Con nghĩ vậy người này có tốt không? Nhưng hồi nãy thầy điện con nghe đó, giờ làm luôn cho thầy ha. Con mày không làm nhắn tha mày mở, đừng có mở tiệm ra khẩm mỹ, mở mỹ ra mày làm cho người ta đến mục đích một cùng. Mà giờ có chỗ khác làm, không làm thì mày làm cho đến nơi đến chốn. Mà giờ thấy khử thăm thì thấy thăm hiệu quả không thầy? Chưa mà. Chưa sao vẫn còn thăm à? Khử thăm cái môi thôi à. Nhưng mà mặt mày chưa làm. Thầy khử đừng hết tàn nhang nè, trên mạng thầy thấy con có chỗ mổ cái chấm nè. Hai bên nè. Họ không thăm ta làm chi? Thầy giờ cái mặt mày không nám thì mày nói không nám, mày nói mày cản nó đi làm chi? Còn mặt thầy nám mày không thấy à? Ta đi làm để cho hết tàn nhang, hết nám với hết mụn. Mày nghĩ sao mày cản không cho tao làm? Khử thăm tâm trắng rồi ha. Nghĩ đi. Ví dụ như mày tôi có cái nè, thấy tao con trai mà tôi chuyển giới thành nữ, mày cản thì tao nói đồng ý.
mà tu thì cản được, nhưng mà người đời cũng bị nó thích làm gái mày, bị quy định được cha mẹ cũng phải bằng lòng, cũng phải nó năn nỉ, nó khóc lóc, mày cũng phải cho nó chuyển giới chứ, nghĩ sao mà cha mẹ mày cản không cho con mày đi chuyển giới không? Đó cũng vô duyên. Ai kêu mày đẻ không đúng người, mày đẻ con trai mình giờ nó tâm hồn nó muốn gái, không lẽ mày không cho nó làm gái, phải không? Cái chịu mày cản, cản vô duyên, mà mày nói chuyện mà nói vô dùng, vô nết, vô hư khăn mắt nó chẳng được gì. Giờ thầy làm lại là thầy tính làm gì thêm nữa thầy? Thầy làm cho nó đậm thêm. Quan trọng nhất là chân mày nó chưa cấy cho hoàn thiện. Thứ hai, môi là không khử khăm, chưa có xăm. Thứ ba là cái mặt thầy bị nám trên da mặt nè, có mấy cái tàn nhang với nó đâm nó thấy rõ, rất rõ luôn, đưa vô cái máy tivi là vô điện thoại rất thấy rất rõ đó. Rồi thầy thấy cảm thấy đen, muốn tắm cho trắng đó. Rồi cái kia kéo ra dài cái không? Thầy thấy kia thầy có 1 gan, thầy muốn 2 gan. Rồi thầy thấy nó bằng cái chuối chưa đủ sức, thì bạn nó bằng cái chai. Cái đó đâu có dùng gì nhiều đâu mà dùng làm kiểu à. Tao nói bữa tụ kiến chân còn thầy giống như đi tắm ha, đi kêu là đi biểu diễn người mẫu đi, rằng thầy coi cái hấp dẫn của cô phái đàn ông, làm đẹp. Rồi xong từ đời này hết chưa, cái khúc này không làm cái clip khác không, cái nào ra đó nó hay ha. Cái nào ra cái đó nó hay, thì vấn đề ta nói làm đẹp thì phải làm cho nó đẹp thiệt. Thì rồi hai nữa, cái đó vinh hạnh cho đất nước Việt Nam chúng ta, có những người biết cách làm con người đẹp, và từ cái người già thành trẻ, từ cái trẻ có thể quyến quá nhiều cái người trẻ hơn nữa, chứ sao làm già được. Rồi người thầy nói là giờ không răng làm cho có răng để ăn được, rồi người thì lỗ mũi khắp làm cho lỗ mũi cao nhọn như Mỹ để cho đẹp, để cho phái đàn ông thích, ha, đàn ông cho phái phụ nữ thích. Rồi kế tiếp cặp mắt, hồi nào giờ mình cặp mắt 1 mí làm cho 2 mí. Rồi cặp mắt của mình ví dụ như bị quý, giống như mấy người mà bị mù đi, mờ đi, thì cũng phải mổ mắt, đi bệnh viện để mày cắm người ta mù, mày không cho người ta sáng hả? Ta muốn có ánh sáng để thấy mặt trời mặt trăng, thấy cuộc sống, thấy con người, thấy hoa quả cây cỏ thiên nhiên. Mày nghĩ nào giờ mù thì trách nhiệm mù đi, giờ làm thấy gì mày cản trở người ta. Rồi giờ người ta thấy đường, cái mày móc mắt cho người ta đuôi để cho người ta đừng thấy gì à. Con sống cản trở người ta nói chuyện trên đời với đất, thì con nghĩ sống có lợi ích gì ha? Còn nói người ta mình không coi lại mình đi, tại sao mình kêu người ta nhịn đi mà mình lắng lướt rồi mình la làng rồi mình chửi người ta, kêu người ta nhịn. Giờ có một người nào lại tự nhiên không quen biết chửi con phản ứng như thế nào, rồi đánh con phản ứng nhà con, giải thích cho thầy nghe bỏ chạy thiệt không? Nói mày nhớ nha, nói như mày lanh ấy, bữa giờ tao nói giờ giống như cái thằng mà ăn nói với mày, với giống như hôm đi gì Bạch Đằng á, tự nhiên lại kiếm chuyện thầy, cái thầy bên con cái hắn kiếm chuyện qua thầy luôn. Là sao? Mới đầu kiếm chuyện YouTube, cái thầy nói khôi kệ chuyện của người ta, cái tự nhiên bây giờ kiếm chuyện qua thầy, rồi chữ thầy, rồi đánh thầy. Ăn nói về thấy ngon không? Mấy thằng trời ơi nó khởi rồi bà. Rồi còn lấy cái ghế lên rồi đập nữa, thầy nó thấy rồi, mày nói mày xúc phạm ai? Cái đó là theo như ứng xử. Thầy nói thầy nhịn đấy, chứ còn ngược mấy ông thầy khác ta khói mày là thấy sống không được rồi đó. Không quýnh liền chứ không có nói chuyện mà nhịn gì hết. Rồi mày nít nữa, con hỏi nó nhiêu tuổi, cho giỏi cho mày 22, 25 tuổi là dữ, mà ông thầy giờ ta 4 mấy mà mày dám chửi, đáng tôi cha của mày, mày cũng hổng. Yeah.